em thấy anh quen nhiều người lắm. Em cũng có người yêu nữa, nhưng mà em không biết sao em quen được thời gian á, em thấy em nhớ anh lắm. Ngày nào em cũng nhắn tin gọi điện á, em gọi điện anh không bao giờ anh bắt máy á. Anh kêu em đừng nhắn tin làm phiền anh nữa, giờ mỗi người có cuộc sống riêng rồi. Anh lạnh lùng với em lắm cơ. Rồi cuối cùng làm sao mà anh quay lại? Dạ cuối cùng á là bạn thân của ảnh á qua nhà anh ngủ, em bị sốt cái nhắn tin cho em, cái em chạy vào bển thấy ảnh sốt á, nằm một đống không ai lo á, mà người nổi hột hột đã quá trời luôn. Em nghi là bị sốt xuất huyết á, cái em mới kêu anh bạn của em với ảnh á chở vô bệnh viện. Ngày nào em cũng vô, em mua đồ anh ăn, em chăm sóc ảnh á, cái em năn nỉ anh quay lại anh không chịu. Em buồn á thiệt, là lúc đó tự nhiên em mới sai, em thương anh lắm, chịu không nổi. Tên Hưng, em 26 tuổi. Dạ em là một bartender. Mà em? Dạ em tên là Khánh, năm nay em 25 tuổi, em cũng là bartender. Chắc là hai em gặp nhau ở tại một cái bar, một cái club nào đó hay là một cái nơi bán cà phê chẳng hạn? Dạ không. Của Việt Chất Quốc hả? Dạ hồi xưa em nhớ lúc em còn bé là anh này ở máy ấm. Làm sao? Hai anh em ảnh ở quê vô kéo nhau đi bụi xong rồi vô đó ở. Xong rồi em là tham gia mấy cái hoạt động ở trên đó thì em mới gặp anh này. Em còn ba mẹ không? Dạ còn, nhưng mà ham chơi quá nên bỏ đi. Rồi ở rồi ba mẹ có biết là em ở trong máy ấm không? Một thời gian khoảng chừng 2 tháng mới biết được. Rồi lúc mà ba mẹ biết thì có bắt em quay dạ, về không? Dạ không, lúc đó thì anh hai nói là mình lên đó ở đi cũng được đi học bình thường nên thôi ở đó luôn. Vậy đó hả? Là gặp anh này là đã thích anh này rồi đúng không? Dạ không, ảnh xấu em không biết. Ủa nhưng mà lý do vì sao mà em lại vô máy ấm? Có nghĩa là em đi theo ba mẹ hay là? Dạ không, ở đó chỉ là cho những bạn nam ở thôi. Còn tụi em những bạn nữ là được mời lên tham gia những cái chương trình hoạt động ở trên đó về công tác xã hội rồi. Hai bạn gặp nhau, ai là người có ấn tượng về người kia trước? Em đúng không? Đám của vợ em là vợ em dễ thương nhất. Nên thích từ ngay lần đầu gặp mặt. Em đã ấn tượng cô này là bởi vì cô này là đẹp nhất trong các bạn. Dạ đúng rồi. Còn em là nói anh này là xấu nhất trong nhóm đúng không? Dạ. Vậy thì sao hai đứa đến được với nhau? Tại vì ảnh hay lên mạng á, nhắn tin Yahoo thích em, gửi bông hồng rồi tùm lum tà lá trơn á. Em mới bắt đầu lên, mới bắt đầu nhìn. Em thấy cũng được. Tại vì ảnh hiền khô à, mà nhát nhát nữa. Ảnh thích em gần được cả năm trời rồi mới bắt đầu chính thức hẹn hò. Em dạng lắm, cứ ảnh hẹn em đi chơi cái em nắm tay ảnh, cái ảnh nhìn xung quanh cái ảnh giật tay ra, ảnh nói vậy nè: em thôi em đừng nắm tay, sợ quá người ta nhìn mắc cỡ lắm. Vậy đó. Bao lâu thì mới không còn tình trạng đó? Dạ khoảng chừng gần 2 năm. Trong cái thời gian quen nhau á, tụi em có giận hờn, có chia tay lần nào? Dạ một năm chắc chia tay 100 lần. Trời ơi, là thường ai chủ động chia tay? Dạ em biết, có khi ảnh có khi em. Và giờ em kể có một lần nào mà cái lần chia tay nào mà nó khiến cho em đau buồn nhất và em khổ sở nhất? Lần nào em cũng khóc. Ôi vậy hả? Lần nào cũng đau như nhau á. Em kể cái lần đau đớn nhất của em đi. Rồi này chị ổng kể khúc này đi. Dạ tại vì em lúc đó là ảnh đang đi học với em ở ngoài, khoảng thỉnh thoảng là một tuần em lên thăm ảnh một lần. Thì có một lần em nghe một người bạn mà học chung với ảnh ở trong đó, bạn đó nói là tao thấy chồng á, thằng Hưng á, nó chở nhỏ kia đi chơi ôm nhau tình tứ lắm. Em nghe vậy em tức lắm. Cái lần đó em lên em gặp ảnh, em hỏi rõ ràng, cái ảnh cứ chối không à. Cái em với ảnh gây nhau lớn chuyện lên. Khi sau ngày em nói, em về em suy nghĩ, em tức quá em chịu không nổi. Tại vì em thấy ảnh á quen lâu rồi mà kiểu lừa dối, nếu mà nói khai thiệt nhiều khi mình còn bỏ qua. Cái xong mà ngay ngày đó em cũng không để ý là ngày 14 tháng 2 nữa. Cái khi em về nhà rồi mấy đứa em nó đi chơi, nó mới hỏi hôm nay chị không lên gặp anh Hưng này nọ. Em mới nhớ 14 tháng 2 kia em quên luôn, nhưng mà em biết ảnh đi tìm em nên em trốn, em không muốn gặp. Rồi bao lâu thì cưới? Dạ tụi em quen được 7 năm, sau cái 7 năm thì tụi em chia tay thêm được 1 năm là gần 8 năm. Cái rồi cái tụi em 3 tháng sau tụi em quen lại, tụi em cưới. Có nghĩa là 7 năm 3 tháng trọn vẹn đúng không? Dạ. Ở trong cái 1 năm chia tay nhau đó thì Mạnh Anh ấy có người yêu hay sao? Dạ có, em thấy ảnh quen nhiều người lắm. Em cũng có người yêu nữa, nhưng mà em không biết sao em quen được thời gian ấy. Em thấy em nhớ anh lắm. Ngày nào em cũng nhắn tin gọi điện á. Em gọi điện anh không bao giờ anh bắt máy á. Anh kêu em đừng nhắn tin làm phiền anh nữa, giờ mỗi người có cuộc sống riêng rồi. Anh lạnh lùng với em lắm cơ. Rồi cuối cùng làm sao mà anh quay lại? Dạ cuối cùng á là bạn thân của ảnh á
qua nhà ảnh ngủ với ảnh bị sốt, cái nhắn tin cho em. Khi em chạy vào bển em thấy ảnh sốt á, nằm một đống không ai lo, mà người nổi hồ hột đã đỏ quá trời luôn. Em nghi là bị sốt xuất huyết á, cái em mới kêu anh bạn của em với ảnh á chở anh vô bệnh viện. Ngày nào em cũng vô, em mua đồ anh ăn, em chăm sóc ảnh á. Cái em năn nỉ ảnh quay lại, ảnh không chịu. Em buồn lắm, thiệt là lúc đó tự nhiên em không biết sao, em thương anh lắm, chịu không nổi. À, sao lý do gì thì sau đó thì lại chủ động? Dạ, cái thời gian em quen nhiều bạn gái quá. Nhưng lúc em bệnh á thì lại không có ai tới thăm hết á. Thì lúc đó thì em suy nghĩ có mình vợ em tới à, mua đồ ăn rồi chợ chăm sóc em. Cái em suy nghĩ lại, gọi điện cho vợ em, anh muốn quay lại. Xong rồi đó em bắt đầu quen lại thì mới bắt đầu lên lịch cưới. Thì gia đình em không đồng ý, gia đình anh cũng không đồng ý. Thì ba mẹ anh mới nói là tụi em muốn cưới tụi bay tự cưới đi. Cái gia đình em thì nói em là em còn nhỏ, không có chững chạc á. Ba hồi quen người này, bốn hồi quen người khác, rồi giờ đầu quen lại nên gia đình không chấp nhận. Hai đứa em lột vàng đi bán, mượn tiền bạn bè đồ này nọ, cái tụi em làm. Coi như tụi em bằng mọi giá là phải đến được với nhau. Dạ. Chỉ qua một sự cố thôi, chị thấy bao nhiêu cặp như vậy rồi. Có nghĩa là qua một cái sự cố gì đó thì mới sáng mắt ra là ờ đó, bên cạnh mình á chỉ có vợ thôi. Khi mà anh khỏe khoắn anh thế này nọ thế kia, anh tha hồ bao nhiêu em út đến với anh. Nhưng mà khi mà anh gục ngã xuống á, hoặc là anh sạc nghiệp, hoặc là anh bệnh thừa sống thiếu chết, thì lúc đó chỉ cái người con gái nào mà yêu anh nhất thì mới xuất hiện. Rồi sau lấy sau rồi có chung thủy không? Dạ không. Trời đó, chết quớt vậy trời. Nghĩa yêu nhau 7 năm trời. Trải qua bao nhiêu biến cố rồi. Đó, rồi vượt qua hết, bán vàng, vàng bán vòng, bán hết. À, rồi sống với nhau rồi giờ cuối cùng. Đó là điều em bị sốc nhất. Tại cưới nhau mà? 7 tháng, ngoại tình hết 4 tháng. Trời ơi, bây giờ tụi em đang lấy nhau bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Yêu nhau 7 năm, lấy nhau 7 tháng. Ông này ngoại tình 4 tháng bao nhiêu cô? Có một cô đó 4 tháng. Ủa mà sao em biết? Sau khi cưới á là bắt đầu tụi em đi làm cài để trả nợ. Thì lúc đó em làm việc chăm chỉ lắm. Tới ngày ốp em không bao giờ ốp á. Anh này tới ngày ốp thì cứ ốp. Đi đâu em cũng không biết, nhưng mà cứ đúng giờ là lại rước em về thôi. Thì em không có để ý. Với lại ảnh xài điện thoại á, ở nhà anh không mở xài 3G wifi gì hết trơn á. Rồi số điện thoại cũng không ai nhắn tin gọi điện, cho nên em cứ nghĩ là chồng em trong sáng trong sạch lắm. Cái khoảng được gần 4 tháng đó em cũng không để ý chồng em khác gì, chỉ thấy hay mua, hay đem quà về, hay đem áo quần mới về. Xong rồi em mới hỏi thì ảnh mới nói là anh có fan hâm mộ, hâm mộ anh nên tặng quà cho anh. À, anh hay làm ẩu thuật á thì có mấy cái bạn gái lên ngồi ngay cái quầy bar thích thì hay tặng quà cho ảnh hay vậy đó, hay mua đồ cho ảnh ăn. Em nghĩ cũng bình thường thôi. Cái một ngày nào em ốp, cái ảnh chở em qua chỗ tiệm của ảnh chơi. Ở là em lên chở anh ấy chọc em trơn á. Coi chừng hồi nhỏ kia lên nhân ơi. Em nghe vậy nhưng mà em không nghi, tại em thấy là quen nhau lâu rồi, cưới nhau nữa, em nghĩ ảnh chắc không làm vậy đâu. Em muốn tỉnh, em tỉnh lắm, em bình thường, em ngồi chơi vui vẻ lắm. Cái em mượn điện thoại của ảnh, thì cái điện thoại của ảnh em đang coi phim, cái có tin nhắn trên Viber mà không có lưu tên. Cái hiện lên anh đang làm gì đó, hôm nay anh đi làm có mệt không, rồi đại loại là nhắn tin là kiểu tình cảm lắm. Nhưng mà em cũng tỉnh lắm, em cũng không thèm coi, em tắt đi, em coi phim tiếp. Em coi hết tập phim đó xong em mới mở ra. Cái xong mà em giả ảnh á, em nhắn quá trời, em hỏi một hồi ra hết trơn luôn. Quen 7 tháng hay đi chơi ở trên chỗ làm của ảnh, ai cũng biết cái chị đó, ngày nào cũng lên ngồi ngay chỗ quầy bar để nói chuyện chơi với ảnh này nọ. Rồi xong cuối cùng thì em xử lý chuyện đó như thế nào? Dạ em cũng bình thường lắm chị, em không có muốn chồng em mất mặt với bạn bè. Rồi cái xong lên xe ra về của em im, em đợi ảnh thôi, có muốn gì nói gì với em không. Ảnh im ru, ảnh về vô đánh răng rửa mặt thay đồ lên giường chùm mình lại, ngủ đi em, bắt đèn đi ngủ đi em, như không chuyện gì xảy ra, ngày mai bình minh vẫn sáng vậy đó. Cái em á khều khều, anh có chuyện gì muốn nói với em không? Anh kêu chuyện gì? Ngủ đi quê rồi. Em ức quá em khóc, tại vì em biết hết trơn rồi mà ảnh còn không chịu nói nữa. Cái em kéo vali ra, em bỏ đồ vô, cái ảnh giật lại. Lý do gì sao mà em lại ngoại tình như vậy? Dạ, chắc là vì ham của lại quá. Nhưng mà cái đó em thừa nhận là cái người đó là em có quen với người ta đúng không? Ừ, có quen thôi, chỉ là chở đi chơi ăn thôi à, không có gì hết. Mới chỉ là bạn bè thôi sao? Đúng đó rồi. Đó là trong mối quan hệ rộng rãi của mình thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà có sâu không? Chắc sao? Nó không sâu đâu anh. Rồi cái bạn kia có biết em có gia đình không? Dạ, khoảng chừng 2 tháng mới biết. Bây giờ còn không? Dạ không. Rồi sau khi mà vợ em biết thì em xử lý như thế nào? Vợ em biết, xong rồi cô ấy cũng biết.
sao Nhung cô vẫn muốn quen tiếp. Cái thời gian cái tự nhiên em cũng chán, chán cổ. Nhưng mà em lại không chán vợ em. Trời đúng rồi. Cái em kiếm đủ loại cách mà để chia tay cái cô ấy. Nhưng cô ấy lên trên quán bar thì em không có làm. Em chạy dưới bếp em ngồi kêu thằng khác lên làm. Cái ngồi lâu quá không thấy em thì cô ấy về cứ lên kiếm hoài đó. Cái trước khi chia tay tặng quà em cái nữa coi em có thay đổi nữa không. Cái không có. Cái sau 3 tháng cô ấy về qua thì nhắn tin cho em nói thôi mình chia tay nha. Trời em mừng quá trời. Mừng thiệt á, để cái chân vậy nè. Em mừng quá trời, tới giờ này còn mừng á. Trời tưởng cô đi theo em nó chết luôn. Mất công vợ em lại vác vali về nữa. Tội nghiệp em. Trời sao chồng em yếu đuối quá à. Thiệt á, ngày nào thích mình cứ thích lại vậy đó. Mà sao chuyện đó cho tới giờ còn... Dạ không. Còn có tật trăng hoa nữa không? Dạ không. Tại vì em nghĩ nếu mà đánh ghen thì không đánh ghen được. Tại vì ảnh cũng là người chủ động, cũng đi với người ta nữa. Nên mình nói là phải nói ảnh trước. Em muốn để cho ảnh tự giải quyết chuyện đó. Anh phải tự giác ra chứ. Em không muốn làm lớn chuyện gì hết á. Nhưng mà bây giờ tụi em có con chưa? Dạ rồi. À dạ, cháu được mấy tuổi rồi? Dạ mới được 7 tháng. Nhưng mà nếu mà quen nhau lâu vậy rồi á, lấy nhau xong rồi chắc cũng không có gì thất vọng gì nhau đâu ha. Chỉ ngoài cái chuyện mà ngoại tình thôi. Ngoài chuyện nó ra còn chuyện gì khiến em em bực bội lắm. Anh này nhìn ảnh vậy thôi ai em tưởng em ăn hiếp ảnh hay em lành lành ăn hiếp ảnh chứ không có. Anh tàn ăn hiếp em không à. Vậy à? Cái gì ảnh không được là ảnh giận là ảnh chửi bậy lắm. Anh chửi anh đầu anh cổ em không à. Trời ơi vậy hả? À, tính xấu. Mà chửi làm sao? Chửi tục không à. Rồi mỗi lần chửi tục vậy rồi em có chửi tục lại không? Có, hồi xưa em chửi lại nhưng mà em chửi lại ở đâu hai đứa chửi lộn rồi có khi đánh lộn. Trời cái ơi. Em sợ quá cái em suy nghĩ mình phải đổi kiểu. Em không chửi lại nữa. Em tự nghĩ em ở nhà ảnh mà em chửi mẹ ảnh nghe em thấy không được. Cho nên ảnh chửi em im cái nhiều khi em ức quá em khóc thôi. Cái hồi ảnh im cái ảnh lại quề. Mà ảnh chưa bao giờ xin lỗi em từ đó giờ. Mà em không muốn anh xin lỗi em. Xin lỗi có thật lòng chứ. Ví dụ lên chương trình kêu anh xin lỗi em thì em không thích. Chị hỏi thiệt em nè. Mỗi lần mà em gây lộn vợ em mà em chửi vợ em xong á, sau đó em có hối hận không? Dạ có chứ. Mới vậy mới lại năn nỉ. Ừ. Nhưng mà không xin lỗi. Tại sao? Giờ? Cái chữ đó nó khó quá hả? Cái nói vậy khó chịu quá. Bữa nay em mới biết là vợ em rất muốn một cái lời xin lỗi từ trái tim của chồng mình á. Dạ. Chắc tối nay em xin lỗi. Vậy hả? Em có muốn chồng em xin lỗi bây giờ không? Dạ, hay là để không. Tối nay? Không, chồng em có tật xấu đó thôi, còn gì anh cũng tốt với em lắm. Rồi nếu vậy thì cái mong muốn thay đổi của em với chồng là chỉ có một điều thôi. Dạ, duy nhất một điều thôi. Nói cho chồng nghe đi. Em không muốn ảnh mỗi lần nóng lên là ảnh chửi em nữa. Bây giờ chị nói em nè, vợ em đang khóc nhè kìa. Thì em làm sao cho vợ em đừng khóc? Thôi thì hai vợ chồng em có duyên số 7, anh cho em 7 giây để thể hiện cái hành động của em dành cho vợ em. Và bây giờ đồng ý không nào? 1, 2, 3, bắt đầu! 1, 2, đứng lên! 4, 5, cái này là chị nghĩ em làm bằng cái tình cảm thật của em rồi đó, đúng không? Đúng không chồng? Dạ. Yeah. Chồng làm cái đó xuất phát là thật sự, đúng không? Dạ đúng rồi, nhà không bao giờ hung vậy đâu. À, vậy thì giờ vợ phải đáp lại chứ. Bây giờ chúng ta sẽ cho 7 giây nữa cho cô vợ cho đáp cô lại. Cho cô vợ đáp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em sau đây á cố gắng kềm hãm cái nóng giận của mình lại nha. À, mỗi một lúc nào đó nè, chị nói em nghe cái cơn em lên cái tự nhiên em nhớ đến cái bữa nay là trước mặt bao nhiêu mọi người, thậm chí lên ông lên truyền hình rồi cả nước biết rồi, đúng không, là em đã biểu hiện cái sự mà yêu thương vợ em để mà mình kềm lại là coi như hai vợ chồng là quá hoàn hảo rồi còn gì nữa, đúng không? Chúc tụi em hạnh phúc. Là Hà Văn Thu, 31 tuổi, hiện em đang công tác tại hãng hàng không Cathay Pacific. Dạ em tên là Việt Anh ạ, năm nay em 27 tuổi và em làm về văn phòng ạ. Tên của em sao nó mạnh mẽ vậy? Nhiều người nhầm giữa tên cô dâu với tên chú rể rồi đấy ạ. Hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Bạn em quen nhau là do mai mối ạ. Mẹ của chồng với lại thím của em là bạn bè của nhau và có giới thiệu. Em không thích làm quen kiểu giới thiệu đâu. Trước đây em rất là ác cảm với cái việc làm quen. Ở nhà giới thiệu rất nhiều người thì em cũng không biết chồng em là người thứ bao nhiêu giới thiệu cho em. Thì ngày hôm đấy thím nói thế thì em cũng sợ là mất lòng người lớn. Em cũng đồng ý đại.
Thế xong rồi cũng không ngờ là đồng ý đại rồi cuối cùng thì lại thành... Dính luôn. Thôi mà anh nói thật nghe, mẹ em ở nhà có giục em lấy chồng? Dạ không ạ, mẹ em không giục đâu ạ. Nhưng mà chỉ có bố thì giục rất là nhiều. Và bố em thì thường xuyên là nói là bị đau tim, rồi cao huyết áp, rồi tăng xông, rồi tất cả mọi thứ. Tại vì là vào cái thời điểm mà em gái em lấy chồng trước nữa, mọi người có giới thiệu cho em một bạn. Thì bố có hỏi là thế bây giờ mọi chuyện thế nào rồi? Thì em bảo là không thế nào cả. Thế là hôm sau em ốm luôn. Xong rồi em lại tưởng là mẹ em làm cho bố em giận dỗi gì. Nhưng mà không phải. Thế bố em bảo là không phải là tại mẹ đâu mà là tại em. Còn em, mẹ của em với thím của Việt Anh là chung một cái hội người cao tuổi. Thì mẹ em xin cái số điện thoại của Việt Anh rất là lâu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì em thì vẫn nghĩ mình thế này mà làm sao phải mai mối được. Nhưng mà em cũng ghét cái chuyện mai mối đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bởi vì nghĩ em tự có khả năng kiếm đúng được bạn rồi. Của mình. Rồi cuối cùng á, khi cả hai người cùng ghét cái đó là ông trời cũng khiến sao mà hai người gặp. Thì cái ngày đầu tiên gặp á thì cái ấn tượng sao? Thì em có nhìn từ đầu tới chân một lượt. Thì em có tập trung vào cái ngực, em thấy ngực ấy rất là bự. Và người như vậy thì sau này sẽ là cái chỗ dựa vững chắc cho mình. Thì đấy là ấn tượng đầu tiên của em. Còn em, ấn tượng đầu tiên của em về vợ em? Không có tốt lắm. Bởi vì em cũng mong đợi cũng phải cao chuẩn. Thì bữa đó vợ em đeo một cái kính Nobita. Rồi cộng thêm là cái váy mà nói sao ta, nó giống như cái rèm cửa mà công chúa Bạch Tuyết ngày xưa mà cắt ra là... Thì hai cái đó kết hợp lại với nhau thì nhìn giống như là một cô mọt sách. Rồi thứ hai nữa là mặc váy lại đi hai. Rồi đó, nói chung là ấn tượng ban đầu hơi choáng một tí. Nhưng từ xa gặp cô này bước vào là thôi khỏi nhìn cô gặp mình đi em. Mà thực sự cặp này á là như vậy nè, là hai bên gia đình đã chọn trước rồi. Cho nên là cái mối tình của các bạn này là nếu về mặt gia đình là không có gì khó khăn rồi đúng không? Dạ chính xác. Vấn đề là chỉ khó khăn với nhau thôi. Thì sau vài lần đi chơi thì cảm thấy cô này rất là ngoan, gia đình gia giáo. Một cái mẫu người rất là lý tưởng cho người vợ sau này. Mà chị hỏi này, vậy trong quá trình mà hai bạn yêu nhau đó thì là bạn nào gục ngã trước bạn nào? Em nghĩ là anh ấy. Em thì đã yêu đâu, đến giờ mới yêu. Đến giờ mới yêu à? Đến giờ mới yêu à? Thực ra là tụi em chưa kịp yêu. Chưa kịp yêu. Bao lâu, quen bao lâu thì cưới? Quen cả cưới là khoảng hơn 3 tháng một chút. Hơn 3 tháng. Vậy thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái bất ngờ về nhau đúng không? Em bị vỡ mộng. Vỡ mộng? Vỡ mộng. Vỡ mộng gì? Khi anh ấy đi làm quen ấy thì anh ấy mặc quần tây và quần jean. Nên là em không có quan sát được hết. Tại vì là từ cái lúc cầu hôn đấy cho lúc cưới lại sau đó có một tuần thôi là rước dâu luôn. Thì khi mà cưới về rồi ấy thì bỏ cái quần dài ra ấy thì em nhìn thấy cái giò anh ấy rất là bé. Em thấy chân anh còn đẹp hơn cả chân em. Rồi sao? Em thấy hơi thiếu manly, thế là em lo lắng quá. Em gọi cho em gái em kêu là trời ơi kiểm tra ngay đi xem là điện thoại di động hay là điện thoại bàn. Người có ai hiểu gì không? Có nghĩa là chồng em là điện thoại gì? Là điện thoại di động. À quên, điện thoại bàn. Điện thoại bàn. Điện thoại bàn không có dây. Không, điện thoại bàn nó có dây. Điện thoại bàn có dây. Bị sái não luôn rồi. Trả lời cái gì có hiểu không? Em có hiểu nhưng mà không dám nói. Đúng chị không hiểu. Riêng điện thoại di động á, không có chút xíu. Điện thoại bàn thì bị thôi. Có nghĩa là điện thoại bàn rất là to. Đó. Thôi khó quá vậy. Vậy đi. Vậy đi. Tức là em muốn chồng em là điện thoại bàn hay điện thoại di động? Điện thoại bàn ạ. Điện thoại bàn. Khẳng định là điện thoại bàn. Cho nên bây giờ là em thấy cũng yên tâm hơn một chút. Yên tâm hơn chút. Thì đấy là một trong những cái phát hiện mà em gây hơi sốc. Tại vì thấy chân Quảng Anh ấy lèo khèo như vậy. Thì em có nói với anh là ngày xưa anh quen em mà anh mặc quần lửng đi tán em là em cho anh nghỉ luôn rồi. Em không thể nào mà nghĩ tại sao mà lại đàn ông gì mà chân lại lèo khèo như thế này. Phần trên thì rất là ổn rồi, chỉ còn phần dưới thôi. Em thấy như vậy là không hợp lý. Cái này... Bây giờ thì đã hợp lý chưa? Giờ chân thì vẫn chưa hợp lý nhưng những cái khác thì hợp lý. cái này em xin bổ sung tí. Cái này là cả nhà em đều như thế hết. Nó là do cái gen. Gen. Rồi như vậy có nghĩa là em lấy một cô vợ hoàn toàn là ngây thơ mà gọi là trong cái cuộc sống vợ chồng chắc có nghĩa là một sự tinh khôi đúng không? Không biết gì đúng không? Đúng như Nobita à? Một tờ giấy trắng. Tức là vợ em giấy trắng với em là giấy đã có bôi màu rồi đúng không? Anh giấy nhám. Giấy nhám luôn hả? Anh nhám luôn hả? Trời.
anh ấy có cả nguyên cái quyển nhật ký đời anh ấy, mở ra thấy bao nhiêu hình cô gái ở trong đấy. Có không? Có. Cái đó là cái quyển lưu bút của các bạn sau khi hết lớp 12 ghi thì có dán hình thôi chứ không phải. Bây giờ chị hỏi thiệt nè, cái cuộc sống mà vợ chồng của tụi em có hòa hợp không? Lúc mà chưa có kết hôn thì chồng với vợ cũng có tâm sự với nhau. Thì chồng cũng nói rằng là hai vợ chồng nếu mà căng thẳng với nhau thì có thể sử dụng cái việc đó để mà giải quyết căng thẳng, làm cho hết stress. Rồi nó là một thứ rất là quan trọng với hạnh phúc của hôn nhân gia đình. Thì em nghe xong em cũng thấy công nhận anh nói hay quá. Giống như là sau này em hoàn toàn có thể yên tâm về cái việc này với chồng em. Nhưng mà sau này về thì anh ấy rất là lười. Lười à, có phải là do áp lực công việc không? Thực ra nó không đúng thời điểm thì đúng hơn. Những cái lúc mà đi làm về rất là mệt. Chị không phải là tò mò cái vấn đề đó, mà là tại vì tụi em đến với nhau quá nhanh. Mà khi mà em về với chồng á, là giống như em hoàn toàn mới lạ với tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện đó. Thì á, như chồng em nói á, cái việc đó trong tình cảm vợ chồng nó rất là quan trọng. Nếu như bây giờ á, mà cái việc đó em chưa có cảm thấy cái việc đó nó hài hòa, thì theo chị em phải nói chuyện với chồng. Em phải nói chuyện ở anh ơi thế này nọ, để mà hai người cùng tìm ra cái giải pháp làm sao. Cái việc đó là cái việc rất là quan trọng cho cái việc mà hôn nhân của tụi em có bền vững hay không. Tụi em hòa hợp trong cái chuyện đấy. Chị nghĩ rằng á, cái việc đó hòa hợp là ok rồi. Nhưng có điều về cái chênh giờ đi, chị nói ví dụ. Thì em cũng phải nói với vợ em là ở nó là như thế. Ví dụ như là ghi sổ nợ đi. Em hiểu chị không? Để mà đừng có bị ức chế. Tại vì cái người phụ nữ á, có thể là cái nhu cầu họ không cần thiết đến cái mức như vậy, nhưng mà họ bị mặc cảm là có thể chồng cảm thấy không hứng thú với mình, hoặc là chồng không có thích mình, đúng không em? Chứ không phải là cái việc mà em đòi hỏi cái chuyện đó. À, cái đó, hai cái đó khác nhau nha. Cho nên ví dụ như là về vấn đề như là cái giờ giấc nó chưa đúng, thì em cũng phải một cái nói để cho vợ hiểu là đó là về chênh giờ, chứ không phải là vợ em không còn hấp dẫn với em nữa. Có khi nào vợ bạn không hấp dẫn với bạn không? Cái nguyên do chính á, do cái thời điểm không thích hợp. Thứ hai nữa thì chồng cũng muốn có góp ý thêm với vợ là để cho nó tốt hơn. Thì ví dụ như cái váy ngủ, có những cái nhìn rất là đẹp theo cái mắt của em, nhưng mà vợ em lại thích những cái váy mà làm sao cho nó thoải mái nhất. Thì những cái váy đó thì nhìn nó cứng. Anh ấy có mua cho em một cái váy màu đỏ mà em cũng thích lắm. Mà em mặc cái váy màu đỏ, sao anh hỏi sao mặc hoài cái váy màu đỏ vậy? Bây giờ dễ lắm, bây giờ em chủ động em mua những cái áo ngủ nào mà em thích đi. Ngày xưa anh ấy nói với em là sau này tủ quần áo ngủ của em để anh lo. Xong rồi một năm trôi qua anh ấy em được hai cái đồ ngủ. Vậy là anh ấy không có làm theo lời anh ấy nói. Chưa mà, không, chưa. Sau chương trình này anh nghĩ rằng là chồng em sẽ mua cho em một lối nằm ngủ. Em cũng hy vọng là chồng em như vậy. Được không? Được. Được mà sao đi ngủ vậy? Rồi. Được. Rồi. Đó, mắt méo kìa. Ok. Rồi. Xin cảm ơn. Cô Hồng Vân, xin chào chú Quốc Thuận. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trình truyền hình của chúng ta. Con có căng thẳng không? Dạ, có một chút căng thẳng. Con đừng căng thẳng gì hết trơn, trời, giống như bây giờ con đang tâm sự với cô chú đi. Đúng rồi. Con nói lớn lên. Dạ. Thì cô mới nghe được con nói cái gì nè. Rồi làm lại ha. Dạ. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Rồi. Số năm nay nhiêu tuổi? Dạ 32 ạ. Con đang làm gì? Dạ con làm kinh doanh về bất động sản ạ. 32 tuổi mà nhìn giống như cỡ 27 vậy đó. Với lại á, nhìn thấy thằng Sô nó lai lai á chị. Có khi nào có là có một nét ấn ha, ấn á. Em thấy nó giống người Nga á chứ. Không, Ấn Độ. Đâu con, nhà ba mẹ có lai không? Dạ không, ba mẹ con là người thuần Việt. Nhưng mà Việt. Chắc hồi xưa là bố mẹ ấn nhiều quá nên giờ nó lai ấn một tí xíu. Ấn nhiều quá là ấn vậy được không? Ôi sao con họ Huỳnh hả? Dạ con họ Phùng ạ. Phùng Văn Xô. Dạ. À, phải chú liên tưởng tới Liên Xô không? Dạ. Rồi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con buôn bán. Dạ. Buôn bán, còn anh là về bất động sản. Dạ. Đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt hả? Online hay là trực tiếp? Dạ, ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán các loại như thế nào con quảng cáo đi.
Dạ, con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng, có dạ. gì nữa? Trời ơi, dạ. không mà bán bánh tráng nướng không. Trời lạnh lạnh rồi chị. Gió lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ, xỉu luôn á. Dạ. Nói nghe này, rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ, tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là được, cũng là năm mấy rồi. Dạ, năm mấy. Gần 2 năm. Dạ, gần 2 năm. Rồi có em bé chưa? Dạ, tụi con có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được 1 năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ, dạ. Vậy con... là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ, giờ con bầu 5 tháng nữa. Ô, là bé rưỡi. Bé rưỡi. Trời ơi, nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rầu mà không dám hỏi. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Ừ, dạ. Chị cũng vậy đó. Ừ. Dạ. Vậy là bé đâu là bé? Bé, bé, dạ, bé gái. Bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai, bé gái chưa? Dạ, thì hiện tại là bé gái. À, bé dạ. gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi, thôi chúc mừng. Bao nhiêu đó. Nhưng mà nó nghe nào bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. À, hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ, lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Ừ. Dạ, là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Ừ. Dạ, nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Ừ. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi. Nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết. Mà nhìn già chát ha, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ, thấy già chát xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi. Cái kết bạn đại, kết bạn đại nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ, không? Trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á. Tức là bấm nút thích rất là nhiều, nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình. Mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này, với vợ con nữa. Và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng dạ. không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào rồi lại kết bạn lại rồi lấy cái lại. Số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ, con dạ có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ngoài ngon lành hơn. Không, con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen ngoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên mà cái lúc mà tự nhiên anh biến mất vậy thì lúc con nghĩ cái gì trong con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu, sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu, cái con cũng thấy tiếc á, nhưng mà tại thấy nói chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô, cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện á cô, cái con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á nên con phải trả lời lại. Kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái xong này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên á cô. Cái đổi hình nền cái con thấy à thì ra là ông nội này, cái xong cái con mới nhắn tin lại sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô. Cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi. Dạ, mà con lớn đúng không tuổi. Dạ. Và sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục, mà thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thì hay đi K2, K3 rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh, mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa, rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ, tại thấy báo chí đều viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn,
mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương, lù lù một xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là chính vì cái điều đó dạ, như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái dạ. Rồi là, nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đâu có đi chỗ khác mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ, có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mòi này hơi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết á. Tự nhiên gặp ổng cái xong con hay rung, rung mà lúc đó con nói nhiều lắm, rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, đã ít nói, nhưng mà nói rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai phong quá. Độ đúng. Có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ, rồi. Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á. Tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình. Với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Nghĩ chứ bạn bè thôi à. Dạ. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không? Và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì hả, nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu mình. Ông gặp mình nữa. Lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ gì đúng không? Con nghĩ trong đầu dễ gì? Đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao? Đó, sau khi con về. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti thôi. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Mà khúc nào ra khúc đó đẹp đúng không? Mà nói chung là đẹp mà tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Đúng rồi. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tủm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều tờ, ngày mai anh xuống á, thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Cái xong thì không dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng nghĩ con đâu có lấy chồng đâu, nhưng mà lần này là có mối mà mối ngon nữa. Cái xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài á, thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy, cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn. Vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì mẹ có mời cơm. Rồi ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi cà ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa, cái mẹ này tao đi cà ba thấy mày đi cà ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Xong cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục chuyện tình. Cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc. Việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều.
Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa, là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả, em đi để em phải xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai phải xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi, nói thôi anh lên, anh lên anh xin ba mẹ cho, anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế, chứ không phải để em xin rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là đợt này anh đi anh mời bố theo nữa, nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố e con hay là bố? Dạ, bố của con. Dạ hai bố con đi cùng đó. Dạ. Cái xong rồi là chuyến nó đi, đi thì nói chung là đi bữa đó, chuyến nó đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình, cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau, về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Như bố thì sao, bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ, cũng cởi mở, và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói, nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ, nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là là để làm từ thiện, và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không, mà của hai đứa. Dạ. Rồi cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu đi. Tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ, dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Ở đó trong chùa không có dám làm gì hết á. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát sau khỏi đó, chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ từ chỗ gửi xe về về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đó ban đầu rồi, xong rồi đưa về nhà, rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường bắt đầu. Dạ. Cướp răng nhau. Dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con mới xỉu. Tại vì con quen, cứ hung hung lần đầu là con vậy chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền. Rồi bây giờ nè, sau đó rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng cái sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm dưới đó. Thì ở dưới đó thì buồn buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi club, trong lúc nó không gọi lúc nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mà mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu, mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không. Cái con mới nói được cái sao không, thử đi anh uống hoài. Bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai. Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đó. Đúng không? Mới say bia. Chú một chai bia ướp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi và sao rồi đó? Hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ cái mặt. Cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cưới mới nói, em nói cho anh biết hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em muốn nuốt hồi nào em nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bế nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà hai đứa mới đám cưới, kể từ buổi tối đêm mấy? Dạ cuối 30 tháng 4. Dạ thì
sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con, để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cũng biết, nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ân liền đúng không? Dạ, hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ. Tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để, tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy là sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn. Trước ngày cưới là. Nhưng mà tại vì xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà. Dạ. Không có là tính tiếp. Dạ. Đó, ý nhưng, là nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui, vui chứ. Xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như lại có cái lý do nào nữa không? Ngoài tuổi tác. Dạ. Tại vì mẹ con thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ. Nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ. Cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui xui theo. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ, kiểu vậy. Rồi có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu nhưng mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau, xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ thôi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày đó thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là đằng nào cũng vậy thôi, giờ mình, anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần đó mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Là biết trước đó luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi. Hồi đó lén mẹ chứ đâu có cái đâu đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Có đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá, cái nói vợ chứ em ơi nắng quá đi chỗ nào mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó, cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nhà nghỉ trong cái hẻm trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu còn ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mần xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng. Hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị người ta đuổi ra vì hết giờ. Ai
biểu trả tiền trước, không trả tiền trước đúng giờ phải đi về thôi để tao còn tiếp khách khác đúng không, đúng giờ là lên đường đó. Cái xong, cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại, con tính toán lại, dạ mình biết là cái thời điểm đó là có bầu, cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi, bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng, lý do chính đáng một hôn rụng trứng rớt bẹp. Rồi trời ơi, chồng này vui quá. Ừ thôi bây giờ vô cái chuyện, cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè, cái này mới đúng là cái phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ đúng không? Con coi, con thích con chương trình không? Này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng á thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói nghiêm bụng lắm. Dạ. Xấu nghiêm đói. Dạ, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nết xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói, nên nãy vợ con có quốc chồng hộp cơm mà. Chồng giờ nó lên bởi vì nó vui đó chị, nó vui đó chứ không mà cái giờ nó vui quá trời, nãy giờ mặt con quạo lắm á, nổi rồi hả? Rồi xấu tính đói nè, hỏi gì nữa? Dạ với lại kiểu là góp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá, là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc là ảnh có mặt mẹ đó, ảnh nhắc luôn là ảnh không hài lòng gì thì ảnh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, là kiểu như vợ chồng về không thích gì không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau, chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. Dạ, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những cái tính của vợ. Nói trước mặt người khác. Dạ. Nói chung là như vậy đúng không? Dạ. Gọi gì nè? Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, kết bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái con bé nó gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái con bé nói anh đang làm gì vậy, cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái con bé hỏi nằm với ai, cái nó nằm với vợ, cái nhỏ nó ách đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Nghĩa hả? Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tánh con hay sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á, nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không. Dạ. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục được. Dạ. Hay. Rồi bây giờ tới con đó, Sô. Dạ. Con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào buông ra cái ngủ. Dạ buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là, tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi, cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn. Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con mới suy nghĩ trong đầu thôi, rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình để đỡ lo mà ngủ tới sáng, cái đâu có lo đâu có suy nghĩ gì đâu. Ảnh hay nghĩ vậy á cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kiếp nên là con phải cần ngủ á, ngủ để vô đúng việc rồi. Làm để nó tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con.
Tại vợ con thì tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi hơi kỹ xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như đi tới nơi, con đi tới nơi thì con luôn luôn là anh em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay là hay gọi video cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Thấy con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm, nhưng hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi, chứ không cần vợ phải thay đổi gì hết, tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú này rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy, khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti. Không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi, lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Đúng không? Dạ. Bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Dạ. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung á, ảnh rất là tâm lý. Dạ. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là ảnh nhờ con, kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, ảnh lấy tay ảnh che, nhiều cái là ảnh làm âm thầm lắm, ảnh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Dạ. Mà cô thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Dạ. Nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế. Yeah. Anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó. Yeah. Chứ không phải là ấy đâu. Yeah. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân. Yeah. Mình nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Yeah. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi, vợ. Yeah. Chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Yeah. Nhưng cái có những cái á, theo như là ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Yeah. Một cái hành động rất là cụ thể. Cái gì à? Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi ok, tiếp chị Vân. Nó mới nhắn micro chị Vân. Nó đi nó suột lại cái đó nãy giờ. 100 cặp á. Rồi. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi. Thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động. Hết sức là nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Chứ nếu không, chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Con hiểu cô không? Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi, mặc dù anh không mong muốn nhưng mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng, tại bạn làm ca làm kiếp. Thì dễ lắm. Trước khi con ngủ, con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá. Thì em ngủ trước nha, nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Sáng em yên tâm là anh đã tới rồi. Đó. Thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề liền. Thì không bao giờ suy diễn nữa. Đúng không con? Đúng không rồi. Bao giờ suy diễn. Mà nó đó. Thì từng cái điều nhỏ đó, tại vì con đã sở hữu được một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai, vừa tinh tế, vừa tế nhị, là yêu thương vợ con nữa. Thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Hiểu không? Những cái đức tính tốt mà anh ấy đang có và đã có. Gửi chị Vân quá tuyệt vời nghe. Dạ, con cảm ơn. Rồi cô. Chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi chú cũng chúc cho con hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi đúng không? Và
Bé này là sinh năm mèo nữa. Vàng nữa. Rồi chúc cho hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương ha. Bởi vì các bạn đã chọn được hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là lựa chọn. Cảm ơn. Con cảm ơn cô chú. Rồi. Tụi con chịu khó